Vụ nam sinh lớp 7 bị tấn công đến sang chấn tâm lý, mẹ đau xót khi nhận thức của con không còn như trước. Cách đây gần một tháng, vào ngày 25 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một nam sinh bị nhóm bạn quay lại, ép vào tường và tấn công liên tục vào đầu, người. Hậu quả, nam sinh phải nhập viện điều trị trong trạng thái hoảng loạn. Sự việc được xác định xảy ra tại trường Trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7, nạn nhân là em VVTK, chị M xót xa cho biết. Từ khi sự việc xảy ra, ca liên tục có những hành động lạ như là đang ăn cơm thì la hét mất cả chục phút mới bình tĩnh được, rồi gọi mọi người là người xấu, hay nhiều lúc ở nhà bỗng chạy đi, gia đình phải vất vả đi tìm. Hiếm lắm mới có lúc cháu nhận ra bố mẹ nhưng chỉ được vài phút, sau đó lại mất trí. Tôi đứt hết ruột gan vì con, nhìn cháu như vậy, tôi lo lắng vô cùng khi nhận thức của con không còn trọn vẹn. Mong muốn con trở lại bình thường, chị M đều đặn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, nhưng mỗi lần cầm kết quả trên tay, chị lại khóc hết nước mắt. Chị cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cũng đã mời chuyên gia về điều trị tâm lý cho cháu K 2 lần một tuần. Thế nhưng chị lo sợ, sau khi hết 16 buổi trên, tình trạng của con vẫn không được cải thiện và sau đó là chuỗi ngày phải chi số tiền khổng lồ chạy vạy chữa trị cho con. Nói về gia đình của những đứa trẻ tấn công ca, chị M bức xúc cho biết, gia đình tôi không khá giả. Gia đình những đứa trẻ tấn công ca cũng đến nhà tôi, nhưng thay vì động viên, san sẻ, họ lại đòi tôi phải đưa hết giấy tờ khám chữa, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám.